Chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức màn hài kịch Tấm Cám với các danh hài Chí Tài, Hồng Nga và Hoài Linh. Em đã trốn đâu thầm, nơi thành cô thăm ngày xưa. Từ đây ngay tôi hồn đá, lắp lắm cánh diêu mong ước ôm nhau. Ai về nhà sao thấy khung cảnh như xưa. Được, mình phải là cái kêu con bóng mình lên mới được, lâu quá không gặp. Bóng bóng mang mang, bóng bóng mang mang, cơm vàng ta cho bóng, chứ ăn cơm hẩm nhà người. Hơi này bóng ơi, bóng bóng mang mang, bóng bóng. Máu ông rồi. Lên ta. Ê! Kìa ai sao kì quá. Ôi trong qua giống như con bò. Ấn gì gần như con bước. Nó tới đây. Biết ai làm tôi. Có ai chết? Vì không nhận ra tôi à? Ủa? Tâm nè! Cái gì? Gì? Tâm! Dạ? Tâm của gì? Dạ? Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Sao mày mập vậy? Gì? Mày ăn cái gì mà mày mập dữ vậy? Ai biết đâu? Sao mày không chia sẻ thời gian mày cũng đỉnh trời ơi? Sao mày cũng về tóc chứ chị mừng quá. Chị mà nó bờ mới chơi vậy chị. Kiểu nó vậy đó em ơi. Ừ, muốn tôi sẽ biết vậy mà. Trời ơi, nó già đẹp quá. Con ơi. Ồ, gái Sài Gòn về có khác đó mẹ. Mặt mỗi nơi mỗi kiểu vậy đó. Đến cái đẹp cái chị dành đầu này đồ chị dành chỗ khác vậy. Trời ơi. À, chị đẹp quá à. Chị đẹp, chị dễ thương quá à, chị ơi. Đủ chưa? Dạ đủ rồi. Tôi về đây không phải để mấy người phê bình sắc đẹp của tôi nghe chưa. Tôi về đây là có công chuyện. Chuyện đầu tiên á, tôi hỏi gì? Con bóng của tôi đâu? Con bóng hả? Nó dưới á? Ở dưới hồi nào? Hồi nãy giờ tôi kêu nó quá trời đông lên. Tại sao? Là tại vì con biết sao không? Là tại vì con đi lăn lắm, con mới về cho nên nó quên thôi con rồi. Mà con kêu cái hơi mà thì nó mới nghe. Hẹp đi. Hẹp kêu cho coi. Được rồi, kêu nè. Kêu đi.
cái gì bà muốn rồi hả? Ủa mà chị nói vậy hả? Không mệt quá đi. Em nói chị nghe nè, bây giờ mẹ có kêu rác cổ cũng có lên đâu. Con cá của chị mẹ đã ăn thịt rồi. Cái gì? Không quất rồi. Trời ơi. Gì? Tại sao chị làm vậy? Tại sao chị làm cái gì ác vậy? Nói cái gì? Một năm tôi lấy 100 đô không đủ xài sao? Trời ơi, 100 đô, 100 con đâu có đủ, tôi phải mua kẹo ăn nợ. Ăn miếng cái mỗi ngày, ăn miếng cái đường chạy đường luôn. Có kẹo đường mà bữa nào ăn nó cổ đường. Cổ đường phải ăn đường hết nữa. Thì cái đó là do chị đó. Cho chị gì? Dạ, có chị biết mẹ em ở đây à. Hai mẹ con khổ sở không có làm gì ra tiền hết. Chị gửi một năm á, được 100. 100 xong rồi mẹ ăn nhính. Xong rồi mẹ đói cái mẹ tụt đường. Tụt đường mới mua kẹo cho mẹ ngậm. Mẹ ngậm riết cái mẹ quen. Mẹ quen cái mẹ ngậm riết cái ngậm cái mẹ tiểu đường. Nói gì vậy? 100 đô là biết bao nhiêu gia đình là sao? Là sao chị không biết tặng tiền chứ hả? Tạm tiền cái gì chị ơi? Trời ơi, một cái chết của mẹ đậu hết 60 rồi. Cái gì? Cờ bạc nữa hả? Đó là thú vui của người già mà. Người già cái gì? Chị biết gì vậy là không biết tiết kiệm. Tôi làm cực khổ lắm đấy không? Tôi Sài Gòn, đâu phải là tôi làm được chơi đâu. Tôi phải bán thân. Chị mới nói gì? Chị ơi, chị mới nói gì? Bán thân. Thằng nào muốn mua chị gì? Em xin lỗi, có thể em lỡ lời. Mày im lại. Nhưng mà chính em nhìn em còn muốn mửa cho đừng ơi người ta. Mày im nghe chưa? Tội nghiệp cái người bỏ tiền ra qua chị ơi. Đừng nói chị. Chị có muốn mua không à? Chứ chị mới nói chị bán thân đó. Chưa có hiểu ý của con. Con nói là bán thân làm gì hết thôi. Con bán thân ai muốn? Đó. Vậy là chị có cái làm gì? Có chuyện cho con nghe chị tán thân rồi nghe vậy thân rồi cái chuyện tán thân không có. Nói gì tôi nói gian dư vậy mà. À, ý là lùng giúp giả đó. Ừ. Lùng giúp giả, tội nghiệp đó con. Má thương, má thương con lắm nhưng mà con không phải thương má. Má già rồi, con má hưởng thụ nhất định rồi má chết với con. Nói gì mà nghe được. Dạ được chứ. Ủa? Cái gì? Cái gì giả được? Hả? Dì liệu hả? Dì liệu hả? Tôi không cần biết. Bữa nay tôi về đây là có một chuyện quan trọng. Chuyện gì vậy chị? Cái chuyện gì rồi? Để em với chị tôi muốn nói cho hai người biết. Dạ. Tôi sắp đi xa. Trời đã gieo tai họa gì xuống gia đình này đây. Trong người chị thế nào? Ung thư chỗ nào vậy chị? Tại sao bỏ gia đình đi xa? Trời ơi trời, không thương người hiền rồi bé ơi. Chị con bệnh sắp chết rồi. Trời ơi. Im mẹ. Chết rồi nào. Chị mới nói chị sắp đi xa. Sắp đi xa là xuất ngoại đó. Ồ, xuất ngoại con ơi. Mẹ chị sắp xuất ngoại. Con ơi, chị con đi nước nào vậy con? Việt Kiều nào Việt đấy chị? Kiều. Việt Kiều. Đón đi là chưa? Mỹ hả? Mỹ nào? Bây giờ kinh tế Mỹ xuống Việt Kiều Mỹ đáp thi. À, vậy Việt Kiều Úc hả chị? Tầm thường. Việt Kiều Úc cao. Không để ý. Ở Pháp. Còn lâu. Vậy cái Việt Kiều nào vậy chị? Iraq. Con nói mẹ nghe. Bà mới mạnh nhà mà lấy Việt Kiều Iraq thôi mà bà quăng lựu đạn nổ hai bánh hai mẹ con luôn. Trời ơi. Ok, có được rồi. Kệ nó, tôi quăng bơm vậy mới có miễn cho hai mẹ con ăn nghe. Con ơi, sao con tàn nhẫn với mẹ dữ vậy? Không có tàn nhẫn. Hả? Nè, nhưng mà mẹ nói con nghe, nếu con qua lệnh con thấy xui thuyền mát mái, có thằng nào ế con đưa cho mẹ nha con. Trời đất ơi, thì nghĩ sao vậy? Hả? Không, thì nghĩ sao vậy? Không phải đâu, ý mẹ nó có xui thuyền mát mái đó, có thằng nào mà nó thử thử mìn, thử bom, đưa mẹ gài mẹ vô. À, cho mẹ thử mày mìn. Mày còn ác hơn tao nữa. Mẹ còn ác hơn á, con hỏi mẹ nè, bao nhiêu năm nay mẹ mẹ lo cho chị rồi, mẹ có lo cho con không? Trời đất ơi, thằng này nó nói mà. Bây giờ nó cuối cùng chỉ còn lấy được Việt Kiều Iraq á. Nó nói mà không sợ thục lưỡi à. Nhìn bộ đồ đi rồi nói chuyện nha. Tôi nói nghe nè. Bà con nghĩ coi.
Con mình đẻ ra mà không phân biệt được giới tính là sao? Trời ơi bà, con nghĩ coi à, nó cái gì nó cũng đổ thừa cho tôi hết trơn hết trời á. Tôi nuôi nó cái nó nói thôi không ăn nữa, bà đừng kêu tôi ăn, để cho tôi ốm để tôi làm ngư mẫu đặng tôi kiếm đại gia. Trời ơi, mẫu đâu không thấy, mà thấy trời đất ơi, càng ngày nó càng lép vô, mỏng vô, mỏng vô, giờ như lá lúa vậy đó. Lá lúa nhưng mà con vẫn giữ đường điện, điện nước đàng hoàng nè mẹ. Trời ơi, đâu phải thường đâu. Trong khi đó thì mẹ coi, mẹ lo cho chị, bây giờ chị về chửi mẹ đó, thấy ghét không? Hả? Mẹ coi đi, nhìn mẹ với chị nhìn giống nhau y hệt. Có hai cái nút ruồi là thấy giống rồi, mà chỉ cái mẹ trên môi, à chỉ dưới mép thôi đó. Mà mẹ con... màu đỏ, chỉ màu đen thôi. Con biết hồi đó cũng là màu đen, mà bị tức nó quá, mà cho nên máu nó lên, 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 lên hoài, cho nên đổ thành màu đỏ. Người ta nói là một rồi son. Son là khá giả, thấy khá giả gì đâu. Tưởng nó gỡ về nhiều năm con tranh đâu à. Mà nó xài xẻ đủ thứ hết trơn hết trọi rồi. Đủ chưa? Đủ rồi đó. Thôi đủ chưa? Đủ. Chưa? Muốn nói nữa được không? Được không? Tôi không thôi, cho phép được không? Thôi đừng nói nữa, mẹ con nói cho mẹ nghe để đó con. Nó bây giờ tôi mới xử chị à. Xử gì? Chị là một người không biết điều. Biết điều cái gì? Từ xưa giờ hả chị tưởng là mẹ tôi hả lo lắng cho chị quá nhiều rồi. Hả? Trong khi đó để tôi ở dưới quê này tôi làm lụng vất vả cho chị ăn học, cho chị lên thành phố chị làm. Hả? Lúc nào chị cũng nghĩ mẹ tôi là gì ghẻ hết trơn á. Chị có nghĩ là mẹ tôi lo lắng cho chị vậy không? Hả? Lo cái gì? Chứ còn gì nữa, không lo sao chịu được lên trên thành phố chị học. Chị tưởng con cá đó mẹ tôi ăn hả? Bả đi phóng sanh rồi đó. Tại sao phóng sanh? Tại sao phóng sanh đó? Mẹ phóng sanh là vì con, mẹ cầu cho con bình an vô sự. Mẹ sợ con chết dọc đường, cho nên mẹ mới phải phóng sanh. Nhờ mẹ phóng sanh con mới sống tới bây giờ. Con thấy không? Người ta phóng sanh để cho chim cá nó đi, con đem con nhốt nó vô trong cái này, cho trong cái giếng này hoài. Bây giờ mẹ nhốt con vô trong đó con chịu không? Cho nên mẹ phóng sanh lẽ ra cũng phải mang ơn mẹ chứ, tại sao con lại đối xử như vậy? Con thấy không? Nhờ mẹ phóng sanh con mới mập mạp tròn ngủng như vậy nè. Mà lý do là phóng sanh thì đó, đó phóng sanh vậy đó. Vậy còn chưa vừa lòng chị hả? Thôi được rồi, bây giờ chị về chị cũng chào tạm biệt mẹ con tôi, chị đi. Thôi chị đi đi, mẹ con tôi muốn trả nhà này lại mẹ con tôi đi cho rồi. Tại sao trả nhà? Nhà đang ở tại sao trả? Nhà đang ở cái gì? Chị có biết là trước ngày chị đi học, mẹ đi bán cái nhà này cho chị đi học không? Mấy năm nay mẹ con tôi ở mướn không đó. Nói cho chị nghe vậy thôi. Đi đi mẹ, đừng nói chuyện với người mấy người này. Cái mặt như hà bá vậy à. Tạm biệt con, mẹ đi. Phản bội. Mẹ. Ai kêu hả? Con kêu đó. Mẹ. Trời ơi. Con ơi. Con kêu mẹ. Dạ. Yeah. Nó kêu mẹ con ơi. Kêu mẹ chứ đâu phải kêu con. Phải con lắm mà nhào tới ôm nó đi. Coi chừng nó giả tạo đó, coi chừng nước mắt cá sấu đó. Không. Không có đâu. Không có con ơi. Mẹ con ơi. Kêu mẹ một tiếng rồi không lẽ giờ mẹ khóc qua đây cho con thấy. Thôi mẹ đừng khóc gớm quá. Mẹ đi, mẹ xấu lắm á, thiệt xấu lắm, mẹ khóc xấu lắm. Mẹ ơi, để con khóc được rồi. Mẹ với em biết sao không? Tại bữa nay con cố tình giả khùng giả điên về đây để thử mẹ với em. Tại ở trên Sài Gòn, ở thành phố á, con nghe nói là dì ghẻ lúc nào cũng là ác với lại con ghẻ lắm. Cho nên con mới thử. Mấy đời bánh đúc có xương phải không? Dạ, mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Bây giờ khác rồi, con đổi mới rồi. Dạ, mấy mới... đời bánh đúc có xương, bao giờ mẹ ghẻ cũng yêu con chồng. Nhờ vậy, bây giờ con mới hiểu được tình cảm của mẹ. Trời ơi, con. Mẹ lo cho con chứ mẹ thương. Ngày nào mẹ cũng tụng kinh niệm Phật cầu cho con mạnh giỏi nữa xứ lã quê người. Dạ thôi được rồi. Bây giờ con về đây con hiểu hết rồi. Bây giờ con đón mẹ với em ở Sài Gòn để con lo đi cho Sài mẹ. Sài Gòn, mẹ ơi đi Sài Gòn. Chị ơi em lên. Thôi em xin chị cho em ở lại. Sao vậy em? Lên Sài Gòn mà đầu bù tóc rối như chị như con khùng thì thôi em ở nhà. Không phải đâu không con. Không phải mẹ. Đâu anh. Chị với mấy anh. Lộ hết rồi. Chị cố tình làm như vậy đó.
Em cười gì? Chị cố tình làm cho chị xấu á hả? Em nghĩ chị để bình thường chị cũng vậy á. Thôi được rồi, dạ, chị có nghe. Lòng vậy thôi, mẹ con lên trên thành phố đi, mẹ trả cái nhà này lại cho người ta mẹ ha. Trời ơi đó, bởi vậy con cứ nói chị con không có thương. Thương chứ sao không thương? Dù rằng mẹ cũng nuôi từ nhỏ cho tới lớn, mến tay mến chân chứ con nuôi con biết gì rồi vậy? Đó chị á, bây giờ chị đừng nghe người ta nói nữa, không phải bà mẹ nào cũng vậy đâu, không phải mẹ ghẻ nào cũng vậy đâu, lúc nào cũng thương con mình, đó là tấm lòng của người phụ nữ Việt Nam mà chị. Chị hiểu đúng rồi không? Chị hiểu thôi rồi. Vậy em quyết định em với mẹ lên thành phố với chị đó. Ok, trước khi đi chào bà con cô bác đi ra đi nè. Chưa tất cả quý vị rất là nhiều.